Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Linh Kiện Star. Hiện tại thì mình đang ở một cái công viên của một khu chung cư mới xây ở quận 7. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test một cái camera hành trình. Và ở đây là cái camera hành trình SG10 Pro của hãng SGCam. Cái camera hành trình này cũng mới ra mắt một thời gian thôi các bạn, và nhận được rất là nhiều phản ứng tích cực từ người tiêu dùng. Rồi, và thực hư nó như thế nào thì hôm nay thì mình sẽ test cho các bạn xem về cả hình ảnh và cả âm thanh của cái chiếc SG10 Pro này như thế nào luôn ha. Trước khi test thực tế thì các bạn cùng xem là cái camera hành trình này nó có những cái gì đặc sắc nha. Như các bạn thấy thì là cái chiếc camera hành trình SG10 Pro của SGCam này thì nó có quay được video chụp hình, cái đó là tất nhiên rồi ha. Ngoài ra thì nó còn có quay video lapse, slow motion và photo lapse và bus mode luôn nha các bạn. Có một vài cái chế độ khác, ví dụ như là vừa quay vừa chụp nè, hoặc là chế độ trên xe hơi, hoặc là có thể live stream trực tiếp trên cái camera hành trình SG10 Pro này luôn nha. Là trước đó thì một số cái sản phẩm của SGCam nó cũng đã có live stream trên chính cái camera hành trình của mình luôn rồi, đặc biệt là cái chiếc SG9 Tri, một trong những cái thiết bị quay phim rất là tuyệt vời của camera hành trình SGCam ha. Thì hôm nay thì mình chỉ test cho các bạn là cái hình ảnh cũng như là âm thanh thực tế của cái chiếc camera hành trình SG10 này như thế nào thôi. Mình sẽ không đi sâu quá nhiều về những cái chức năng khác của nó ha. Và không để các bạn chờ lâu nữa thì chúng ta cùng đi dạo và cũng như là xem cái khả năng quay phim thực tế của cái chiếc camera hành trình SG10 Pro này như thế nào. Hiện tại thì cũng đang là xế chiều rồi nha các bạn. Hôm nay thì trời mây rất là nhiều luôn và ánh sáng nó gần như là nó không được tốt cho lắm. Và điều đó cũng khá là tốt cho chúng ta trong cái việc mà quay phim, để xem là đối với cái điều kiện không được tốt như vậy thì là cái chất lượng hình ảnh của cái SG10 Pro này nó ra có ok hay là không ha. Và song song đó chúng ta cùng xem là cái âm thanh thu được trên cái SG10 Pro này nó có được tốt hay là không, nó có được nâng cấp hơn so với những cái bản tiền nhiệm trước đó của SG9 hay là không. Như các bạn thấy là mình chỉ dùng một cái tripod để gắn cho tiện cái việc cầm nắm thôi ha. Mình không dùng thêm cái gimbal cho camera hành trình, cũng như là không dùng thêm mic phụ để ghi âm, để giúp cho các bạn phần nào có được trải nghiệm nguyên gốc nhất có thể về những cái khả năng của cái chiếc SG10 Pro này nó thực tế như thế nào nha. Và đây là góc nhìn của chiếc SG10 Pro này. Hiện tại thông số mà mình cài đặt ở đây đó chính là 1080p và 30 frame. Đối với những cái bạn mà quay video cơ bản á, không cần hậu kỳ quá nhiều thì đây là độ phân giải mà các bạn nên dùng nhất, vì tính ổn định, ít tốn dung lượng thẻ và máy của các bạn cũng sẽ đỡ nóng hơn rất là nhiều nếu như các bạn quay lâu ha. Và đừng quên là SG10 Pro có thể quay lên đến là 4K và 60 frame nha các bạn. Tiếp theo là về chống rung thì chiếc Action Cam này hỗ trợ chống rung là Super Mood 60. Theo mình đánh giá thì khả năng chống rung trên chiếc SG10 Pro này có phần nhỉnh hơn so với hai cái phiên bản tiền nhiệm trước đó là SG8 Pro, cả SG9 Tri luôn. Và như các bạn thấy thì trong video này thì dù mình đã đi bộ và đường không bằng phẳng cho lắm, nhưng video vẫn khá là mượt mà và không bị rung lắc quá nhiều. Và mình cũng đã thử gắn vào xe và test cả về chống rung và lúc chưa chống rung. Thì khi chưa bật Super Mood lên, tự thân chiếc camera đã có chống rung rồi, thì tự thân chiếc Action Cam nó đã có chống rung một phần rồi. Nhưng khi bật chống rung lên thì chất lượng còn tốt hơn rất là nhiều nữa. Các bạn có thể xem video này. Và nói thêm về ISO một tí thì chiếc Action Cam của SGCam này có giải ISO lên đến là max 6400, rất là cao luôn, giúp cho các bạn hoàn toàn có thể tự tin quay vào ban đêm. Và đặc biệt là những bạn mà làm vlog cuộc sống về đêm, hay là những cái bạn mà thích quay thành thị về đêm rồi đó, đều rất là phù hợp, rất là ok luôn ha. Như các bạn thấy hiện tại trước mắt mình là nhà mẫu của cái khu chung cư này rất là to luôn. Hầu như trong một khung hình này là mình đã có thể bắt trọn được một tòa nhà rất là to, bởi vì mình đã sử dụng cái góc quay rộng lên đến 170 độ. Thế nhưng có một điểm rất đặc biệt mà các bạn có thể để ý á, thì mình sẽ quay qua cái tòa nhà để các bạn tiện quan sát hơn ha. Đó, thì ở đây dù là góc quay rất là rộng luôn 170 độ, nhưng độ cong của video vẫn không có đáng kể là bao nhiêu, không quá cong, không quá khó nhìn như những như trên là những cái chiếc Action Cam khác. Và đây là một điểm cộng mình đánh giá rất là cao ở trên cái chiếc SG10 Pro này. Và mình sẽ cho các bạn xem một số hình ảnh để xem là cái màu sắc lên như thế nào, có thật hay là không. Như các bạn thấy thì cái hoa này là hoa màu vàng ươm nha các bạn.
Dù giờ cũng đã xế chiều rồi, không còn nắng nhiều nhưng mà màu sắc từ bông hoa này lên vẫn rất là tươi và rất là bắt mắt, rất là thật luôn ha. Hôm nay thì trời chiều rất là mát mẻ, mây rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Cho nên thì mình sẽ test luôn một cái chức năng của cái camera hành trình này, đó chính là timelapse. Và chúng ta cùng xem là cái khả năng timelapse trên cái SG10 này nó như thế nào ha. Vừa rồi thì mình đã cho các bạn xem cái hình ảnh cũng như là cái âm thanh. Theo mình đánh giá thì cái chất lượng hình ảnh của cái SG10 Pro này thật sự cho ra hình ảnh rất là sắc nét, và cái màu sắc gần như là sát với cái màu gốc, cái màu của thực tế luôn. Mặc dù là hiện tại thì các bạn thấy ha, trời đang rất là âm u và gần như là không có nắng luôn vì đã xế chiều rồi, nhưng mà cái hình ảnh thu được từ cái SG10 Pro này vẫn rất là đẹp, vẫn rất là ok luôn. Còn cái âm thanh thì vậy là trong video này thì mình đã giới thiệu cho các bạn những cái tính năng và cũng như là cái hình ảnh thực sự, âm thanh thực sự của cái chiếc SG10 Pro này như thế nào rồi. Thực tế theo mình thì nó đã được cải thiện hơn so với cái SG9 Strike ở cái phiên bản trước. Thế nhưng mà cái âm thanh nó vẫn còn khá là rè, còn khá là nhiều cái tạp âm. Bởi vì ngoài đây cũng khá là gió các bạn ha, gió rất là nhiều luôn. Cho nên việc tạp âm đó là cái điều không thể tránh khỏi. Cho nên là những cái bạn mà mua cái chiếc camera hành trình này về để quay vlog hoặc là quay du lịch chẳng hạn, thì mình khuyên các bạn nên sử dụng thêm một cái mic rời trong cái điều kiện các bạn quay ở bên ngoài để cho cái chất lượng âm thanh thu được nó tốt nhất. Còn nếu như các bạn mà chỉ có nhu cầu quay bình thường không mà không quá quan tâm về cái chất lượng âm thanh á, thì đây thật sự là một cái chiếc camera hành trình tuyệt vời dành cho các bạn.